Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lần đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới, với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, con người đang phải hứng chịu những tác động khủng khiếp của biến đổi khí hậu, trong khi Việt Nam và nhiều quốc gia khác đang kinh qua những đợt nắng nóng, cháy da, cháy thịt thì tại Trung Quốc, quốc gia này đang trải qua bão lũ nghiêm trọng, dẫn tới ngập lụt ở các thành phố, sạt lở đất ở vùng nông thôn khi đợt mưa mùa hè đầu tiên đạt đỉnh điểm đường phố ngập nước, trong khi nhiều ô tô và một ngôi nhà bị cuốn trôi ở ít nhất hai huyện thuộc tỉnh Quý Châu, phía Tây Nam Trung Quốc hôm thứ Sáu. Theo những video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, lượng mưa ở một số khu vực là lớn nhất trong vòng 60 năm qua. Tại Quảng Tây, 5 người dân thiệt mạng khi ngôi nhà bị mưa lũ lớn cuốn trôi. Các vụ sạt lở đất, sập đường cũng đã được ghi nhận trong đợt mưa lũ này ở Trung Quốc. Theo dự báo thời tiết, trong những ngày đầu tuần này, mưa lớn sẽ kéo dài ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy và Chiết Giang, cũng như ở Quảng Tây khi đợt mưa nước thuyền rồng đạt đỉnh. Ở miền Nam Trung Quốc, những tuần trước và sau dịp Tết Đoan Ngọ đầu tháng trước thường có mưa và thời tiết bất ổn do không khí ấm và ẩm ở phía Nam và chạm với các khối không khí mát hơn từ phía Bắc. Những cơn bão đầu mùa hè có cường độ lớn hơn và kéo dài hơn bình thường trong năm nay, với lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến ở mức cao nhất kể từ năm 1961. Theo cơ quan thời tiết địa phương Wang Weiyu, chuyên gia tại weather.com.cn, một chi nhánh của cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết không khí lạnh và nóng hội tụ ở phía Nam Trung Quốc và hai luồng không khí đi vào thế bế tắc, giằng co, Trung Quốc dễ bị lũ lụt trong mùa hè. Nhưng gần đây trở nên dễ bị tổn thương do nạn phá rừng, cải tạo đất ngập nước và tích trữ nước để sản xuất điện và tưới tiêu. Biến đổi khí hậu cũng được cho là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này. Hai năm trước, hàng trăm người đã tử vong khi lũ lụt xảy ra ở Trịnh Châu, thành phố 12 triệu dân ở miền Trung Trung Quốc, một số người mất mạng trong đường tàu điện ngầm ngập nước. Có thể thấy, đợt mưa kỷ lục trong vòng 60 năm ở Trung Quốc đã khiến nhiều vùng miền Nam Trung Quốc chìm trong lũ lụt, gây ra những tình huống nguy hiểm như ngập úng, sạt lở mái ta luy bên đường. Cuộc sống của hàng triệu người dân Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều nhà cửa, tài sản bị nước cuốn trôi phải đi sơ tán. Trước những thiệt hại nặng nề, chính quyền Trung Quốc đang thúc đẩy nỗ lực cứu trợ khẩn cấp khi đường phố chìm trong nước, đường cao tốc bị cô lập và đất nông nghiệp bị ngập úng. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng vừa qua, Thanh Hải, Trung Quốc liên tiếp xuất hiện các hiện tượng như thiên thạch rơi, không trung bao trùm màu đỏ bất thường, động đất và quạ đen bay rợp trời thu hút sự chú ý của nhiều người. Vào thứ hai tuần trước, Sound of Hope trích dẫn thông tin từ mạng địa chấn Trung Quốc, một trận động đất 4,2 độ Richter đã xảy ra tại thị trấn Mang Nhai, Hải Tây, tỉnh Thanh Hải lúc 22 giờ 54 phút với tâm chấn ở độ sâu 10 km trong lòng đất. Mạng lưới động đất Trung Quốc báo cáo rằng có cát màu vàng bao quanh các ngôi làng cách trận động đất 20 km, không có thị trấn nào trong phạm vi 20 km quanh tâm chấn và thị trấn gần nhất là Lãnh Hồ cách đó 50 km. Quan chức Mang Nhai tuyên bố rằng trận động đất lần này không gây ra cảm giác rung động mạnh, trước mắt chưa ghi nhận báo cáo về thương vong và thiệt hại tài sản nào. Trước đó một ngày, người sử dụng mạng Trung Quốc đã đăng tải đoạn video cho thấy tại khu vực trung tâm thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, hàng nghìn con quạ bay khắp bầu trời, bóng tối bao trùm. Theo báo cáo toàn diện của phương tiện truyền thông Trung Quốc, từ cuối tháng trước đến giờ, Thanh Hải, Trung Quốc liên tiếp xảy ra các hiện tượng thiên nhiên bất thường. Vào sáng ngày cuối tháng trước, một thiên thạch rơi xuống từ bầu trời ở Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải. Vào lúc 7 giờ 25 phút sáng hôm đó, mạng lưới địa chấn Thanh Hải đã ghi nhận một thiên thạch nghi ngờ rơi xuống huyện Nang Khiêm, Châu Tử Trị dân tộc Tạ Ngọc Thụ, Thanh Hải. Đoạn video trực tuyến cho thấy sau một tiếng động lớn từ xa phát ra, một quả cầu lửa lớn đột nhiên xẹt qua bầu trời đen kịt ngay lập tức được chiếu sáng như ban ngày. Hãng Sputnik của Nga đưa tin,
Phó giáo sư khoa vật lý người Nga Sergei Zamora cho biết, thiên thạch rơi xuống Trung Quốc là một siêu thiên thạch có thời gian phát sáng rất dài, khoảng 29 giây. Nó gần như tiếp tuyến đi vào trái đất, góc giữa quỹ đạo của nó và đường nằm ngang nhỏ hơn 10 độ. Còn ông Jeevanee Yuko, một giáo sư tại Đại học Kyuhin, Hàn Quốc, nói với hãng Sputnik rằng bán kính của thiên thạch rơi ở tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc là khoảng 1 mét, nghĩa là nó nặng hơn 10 tấn. Một số chuyên gia cũng tin rằng đây là sự kiện trên không lớn nhất xảy ra ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Cũng trong ngày, 12 giờ sau khi thiên thạch rơi, một cụm ánh sáng màu hồng bí ẩn xuất hiện ở Đức Lệnh Hà, phía Bắc Ngọc Thụ, kéo dài trong 40 phút. Cư dân mạng gọi nó là hồng nguyệt lượng hay còn gọi là trăng đỏ. Và lúc 7 giờ 51 phút, một trận động đất mạnh 4,2 độ Richter đã xảy ra tại huyện Mã Đa, Quả Lạc, tỉnh Thanh Hải với tâm chấn ở độ sâu dưới lòng đất 7 km. Thưa quý vị, nhiệt độ cao kỷ lục ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã kéo dài hơn một tháng, khiến hơn 10 nơi ở Trùng Khánh xảy ra cháy rừng. Covid-19 lại tái bùng phát ở Trùng Khánh, xe buýt bị đình chỉ và tất cả các nhân viên đều phải kiểm tra axit nucleic. Vào tuần trước, trên bầu trời Trùng Khánh xuất hiện một số lượng lớn rơi bay khắp bầu trời, đông nghịt dọa người. Nhiều người dân cho rằng đây là điểm gở. Theo tài liệu công khai, các chuyên gia về động đất đã phát hiện nhiều động vật hoang dã, gia súc, gia cầm trong nhà có những biểu hiện bất thường trước trận động đất. Đặc điểm chung của chúng là dễ bị kích động, hoảng sợ và lo lắng, bay loạn, nhảy loạn, kêu loạn, bỏ chạy khỏi nơi trú ẩn. Động vật có biểu hiện bất thường trước trận động đất chủ yếu bao gồm rơi, ếch, tắc kè, cá chép, chạch, chuột nhà, có trên 30 loại. Kính thưa quý vị, gần đây Trung Quốc đã xảy ra hai trận động đất dữ dội với ít nhất 2.754 cơn tiền chấn và dư chấn ảnh hưởng đến khắp miền Tây nước này. Nhiều người cho biết họ đã phải dựng lều trên đường để ngủ, mạo hiểm vào những ngôi nhà hư hỏng của họ để lấy nhu yếu phẩm sống qua ngày. Chia sẻ với tờ Epoch Times, nhiều cư dân tại khu vực bị động đất ở các tỉnh Vân Nam và Thanh Hải cho biết họ đang phải tự cứu lấy mình do chưa có cứu trợ sau động đất. Ông Jalu, chủ một khách sạn tại huyện Dạng Tị, chia sẻ, hầu hết tất cả các ngôi nhà cổ đều đổ sập, các ngôi nhà còn lại đều hư hỏng. Tôi rất sợ, chúng tôi phải cùng bạn bè và người thân tự cứu lấy mình. Người dân cũng cho biết họ nghe được thông tin từ hàng xóm rằng nhiều người đã bị thương trong trận động đất. Tuy nhiên, các kênh truyền thông chính thức do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát chỉ công bố hạn chế một vài trường hợp bị thương. Trước đó, huyện Dạng Tị phía tây nam tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã phải hứng chịu một trận động đất 6,4 độ Richter tại khu vực gần biên giới Miến Điện, cách thị trấn Đại Lý khoảng 32 km về phía tây bắc. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, trận động đất xảy ra từ độ sâu 8 km khiến 3 người thiệt mạng và 28 người bị thương. Một người dân tại đường Teju, thị trấn Tây Kangshan, huyện Dạng Tị, chia sẻ với tờ Epoch Times, chính quyền không dựng lều cứu trợ ở đây, chúng tôi chỉ trở về nhà để tìm đồ ăn khi mọi thứ đã tương đối yên ổn, không xảy ra dư chấn. Một số người không có nơi nào để đi và ngồi bên lề đường vào ban đêm. Tờ Thời báo Hàn Cầu do nhà nước Trung Quốc quản lý dẫn lời từ các chuyên gia động đất Trung Quốc báo cáo rằng có ít nhất 1.585 cơn tiền chấn và dư chấn tại huyện Dạng Tị. Trong đó, mạnh nhất được ghi nhận là trận động đất 5,6 độ Richter xảy ra khoảng 27 phút trước khi xuất hiện một trận động đất 6,4 độ Richter khác. Trận động đất mạnh thứ hai được ghi nhận là trận động đất 7,4 độ Richter tấn công huyện Madoi, tỉnh Thanh Hải, phía tây bắc Trung Quốc vừa qua. Theo thông báo chính thức, trận động đất đã phá hủy các cây cầu, nhà cửa và địa phương và làm ít nhất 13 người bị thương. Tờ Nhân dân Nhật báo của nhà nước Trung Quốc hôm vừa qua đưa tin 1.169 cơn dư chấn đã ập đến huyện Madoi và một số cơn dư chấn khác đã ập vào 3 huyện của tỉnh Thanh Hải, Hà Nam, Đô Lan và Mã Quyên. 3 huyện này không liên kết với nhau nhưng có khoảng cách trải dài lên tới khoảng 482 km. Chính quyền Trung Quốc khẳng định các trận động đất tại huyện Madoi không liên quan đến trận động đất tại huyện Dạng Tị. Madoi cách Dạng Tị khoảng 1.000 km về phía nam. Tờ Nhân dân Nhật báo đưa tin các trận động đất có liên quan đến các cơn rung chấn xảy ra tại 3 huyện khác của tỉnh Thanh Hải.
Trong hai ngày 22 và 23 tháng 5, 4 tỉnh khác của Trung Quốc cũng báo cáo xảy ra động đất. Vào sáng sớm ngày 22 tháng 5, một trận động đất mạnh 3,4 độ Richter đã tấn công huyện Tự Vĩnh thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Vài giờ sau đó, một trận động đất mạnh 3,6 độ Richter đã làm rung chuyển huyện Hương Nam, tỉnh Thiểm Tây. Sau đó, một trận động đất mạnh 3,6 độ Richter tấn công huyện Tự Trị, Trang Kugran tại Tân Cương. Vài phút sau, một trận động đất 4,4 độ Richter xảy ra tại huyện Mã Khốc, tỉnh Cam Túc. Tất cả những trận động đất với cường độ tương tự cũng xảy ra ở miền Tây Trung Quốc. Hiện không rõ liệu các trận động đất này có liên quan đến nhau hay không. Người dân kêu cứu trong vô vọng. Chính quyền Trung Quốc chỉ đưa tin vắn tắt về các trận động đất trong bản tin mà không cung cấp thông tin chi tiết. Do không được cảnh báo trước, người dân địa phương hiện đang phải gánh chịu nhiều hậu quả từ đợt thiên tai này, nhất là việc kêu gọi viện trợ. Họ cho biết chính quyền chỉ cung cấp cứu trợ thiên tai cho những khu vực đông dân cư. Điều này khiến nhiều người dân phải tự cứu lấy mình. Chủ khách sạn Zalu cho biết tất cả các cửa hàng và khách sạn trong huyện đã phải đóng cửa sau trận động đất. Ông nói thêm, mà rồi có khoảng 10.000 cư dân, một số lượng lớn người dân chúng tôi không dám ngủ tại nhà vì các cơn dư chấn. Nhiều ngôi nhà tại thị trấn Hoàng Hà đã sụp đổ. Một số người dân ngủ trong xe hơi, một số đến nhà người thân ở các thành phố khác, một số phải dựng lều trên đường phố. Ông Jalu cho hay, hầu hết các ngôi nhà tại trung tâm huyện Madoi đều không bị tổn hại, nhưng những ngôi nhà ở vùng nông thôn đã bị hư hại nặng nề. Trả lời phỏng vấn của Epoch Times qua điện thoại, một cư dân Madoi làm việc cho một khách sạn tại huyện cho biết, một số ngôi nhà bị hư hỏng, một số ngôi nhà không kiên cố đã bị sập. Tôi nghe nói có người dân bị thương. Cả người dân và ông Jalu đều khẳng định họ không nhận được bất kỳ cảnh báo nào trước khi trận động đất xảy ra hay thông báo sớm có thể xảy ra dư chấn. Giờ đây, họ đang phải cố gắng sinh tồn qua ngày, chuẩn bị tâm thế chạy thoát khỏi trận động đất tiếp theo và ăn đồ ăn rất đơn giản để chống đói. Một người dân tại huyện Dạng Tị chia sẻ với tờ Epoch Times, tôi không muốn nhớ lại ký ức của mình về trận động đất, nó thật kinh khủng. Giờ chúng tôi không dám trở về nhà, chúng tôi đang chờ đợi cái lều mà Đảng Cộng sản hứa sẽ dựng cho chúng tôi. Một nhân viên nhà hàng tại thị trấn Tây Cang San cho biết, đồng nghiệp của chúng tôi đã bị thương trong trận động đất, chúng tôi phải ngủ trong ô tô. Một chủ khách sạn trong thị trấn cho hay anh phải đóng cửa khách sạn của mình và dựng lều bên đường với bạn bè và người thân để ngủ vào ban đêm. Trung Quốc những năm gần đây đã phải đối mặt với nhiều trận động đất lớn hiếm thấy. Trận động đất tại huyện Madoi là trận lớn nhất xảy ra tại Trung Quốc kể từ trận động đất 8,2 độ Richter ở huyện Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, ngày 12 tháng 5 năm 2008, khiến ít nhất 69.227 người thiệt mạng. Trước đó, một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter cũng đã xảy ra tại thành phố Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải, cướp đi sinh mạng của 2.698 người. Một trận động đất 7 độ Richter nữa cũng đã ập đến huyện Cửu Trại Câu, tỉnh Tứ Xuyên, khiến 25 người thiệt mạng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.